Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê là nam nghệ sĩ đã không còn quá xa lạ đối với khán giả truyền hình, để lại ấn tượng qua hàng loạt vai diễn, đặc biệt là câu nói "biết rồi, khổ lắm nói mãi". Đức Khuê mới đây còn tiếp tục gây bão trong Đi giữa trời rực rỡ. Đức Khuê không phải là gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ, dù không có lợi thế về mặt hình thể, diện mạo, nhưng anh lại gây ấn tượng ở lối diễn dung dị, giọng nói dày, ấm, vang xa. Đặc biệt, vẻ ngoài ngờ nghệch nhưng lại có nét duyên dáng, hóm hình rất riêng cũng giúp Đức Khuê chiếm cảm tình của khán giả. Ít người biết, tuy thành công với nghiệp diễn nhưng Đức Khuê lại là diễn viên tay ngang. Năm 1988, anh tốt nghiệp trường Đại học Thương mại. Sau khi ra trường, nam nghệ sĩ làm nhiều công việc khác nhau nhưng lại không thấy bản thân phù hợp. Sau này nhờ quen biết, anh xin làm bảo vệ kiểm soát vé tại nhà hát Tuổi Trẻ vì hàng ngày tiếp xúc với môi trường nghệ thuật, được trải nghiệm nhiều cảm xúc cùng các nghệ sĩ qua vai diễn nên tình yêu diễn xuất đã thấm vào anh từ lúc nào. Năm 1990, nhà hát Tuổi Trẻ mở cuộc thi diễn viên, Đức Khuê thử tham gia. Cuối cùng, anh đỗ khóa đào tạo diễn viên của nhà hát. Sau khi tốt nghiệp, nam nghệ sĩ làm việc luôn tại đây. Năm 2003, Đức Khuê gây sốt khi đóng nhân vật bệnh nhân trong vở Bệnh Nói Nhiều phát sóng tại Gala Cười. Khi đó, tốc độ nói không ngừng nghỉ với những câu nói lặp đi lặp lại của anh khiến khán giả phải ôm bụng cười. Đến nay, những câu nói của Đức Khuê trong vở như "ở đời phải biết mình là ai", "biết rồi, khổ lắm, nói mãi", "giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần", "trời không mưa, sao lại mặc áo mưa" của anh đã đi sâu vào đời sống. Thậm chí, vì diễn Bệnh Nói Nhiều quá hay, Đức Khuê được nhiều khán giả hài hước gọi là người đàn ông nói nhiều nhất Vịnh Bắc Bộ. Hiện tại, sau hơn 10 năm, khi nhắc đến tác phẩm này, khán giả vẫn còn thích thú. Nhiều câu thoại vẫn mang tính thời sự và đúng cho tới bây giờ. Đây chính là sức sống vượt thời gian của một tác phẩm chân chính. Bên cạnh sân khấu, Đức Khuê còn đóng nhiều phim truyền hình như Lập Trình Cho Trái Tim, Tết Này Ai Đến Sông Nhà, Những Người Nhiều Chuyện, Mùa Hoa Tìm Lại, Đấu Trí. Gần đây nhất, anh tham gia phim Vui Lên Nào Anh Em Ơi. Trong cuộc sống đời thường, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê là người bình dị và kín tiếng. Theo nam nghệ sĩ, khi về nhà, rời ánh đèn sân khấu, anh là Đức Khuê chứ không phải diễn viên. Anh vẫn đi chạy bộ, đổ rác, gặp gỡ và trò chuyện với hàng xóm thường xuyên. Ở tuổi U60, Đức Khuê tận hưởng những tháng ngày bình yên, hạnh phúc bên vợ con. Anh và bà xã yêu nhau 6-7 năm mới cưới. Tuy yêu lâu nhưng anh cảm thấy còn nhiều điều chưa hiểu về vợ. Đến khi kết hôn, Đức Khuê vẫn trong giai đoạn tìm hiểu, cuộc sống của vợ chồng anh cứ thế trôi qua bình yên. Đến nay, Đức Khuê và bà xã đã gắn bó bên nhau gần 30 năm, có hai người con. Nam nghệ sĩ cho hay, bạn đời là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm chinh phục các vai diễn. Đức Khuê tâm sự trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Vợ luôn là khán giả trung thành, cho tôi những góp ý thẳng thắn, có bất cứ điều gì, dù tốt hay không, vợ sẽ góp ý ngay để tôi rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, tôi đã có được những thành công nhất định. Về phần mình, dù công việc bận rộn nhưng Đức Khuê luôn dành thời gian ăn cơm với vợ con, giúp vợ làm việc nhà. Tôi khá là thành thạo việc nhà như nấu cơm, rửa bát, đó là những việc bình thường. Tôi độc lập từ nhỏ nên mấy công việc này không có gì khó. Anh chia sẻ, trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê thủ vai ông Vinh, một nhân vật có vai trò quan trọng trong câu chuyện. Ông Vinh là một người đàn ông trung niên, sống cùng gia đình tại vùng cao. Ông là cha của Quang và là một người cha mẫu mực, luôn quan tâm và lo lắng cho con cái. Ông Vinh là một người đàn ông hiền lành, chân chất và luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống của ông không hề dễ dàng khi phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Ông luôn cố gắng giữ gìn gia đình và bảo vệ con cái khỏi những nguy hiểm và cám dỗ từ bên ngoài. Trong phim, ông Vinh thể hiện sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ bến dành cho con trai Quang. Dù gặp nhiều khó khăn, ông luôn đứng vững và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Đức Khuê đã thể hiện xuất sắc vai diễn này, mang đến cho khán giả hình ảnh một người cha mẫu mực, đầy tình cảm và trách nhiệm. Vai diễn của Đức Khuê trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ không chỉ là một nhân vật phụ mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng câu chuyện và tạo nên những tình huống đầy cảm xúc. Sự xuất hiện của ông Vinh đã góp phần làm nổi bật những giá trị gia đình và tình cảm cha con trong bộ phim, mang đến cho khán giả những giây phút xúc động và sâu lắng.